Sau đây em xin giới thiệu Arai 40 đơn thực phẩm anh em nha. Đồng bộ nail Nebi Phone 75 đít 7 màu anh em nha. Hàng chất lượng và giống như hàng rẻ tiền anh em nha. Chất Nebi 19B. Loại nhôm ha. Bát chép được nhập khẩu China loại 1 ha. Anh em có nhu cầu có liên hệ trực tiếp bên Cao Điểm nha. Cao Điểm Grab Arai 40. Thùng ván ép Malai anh em nha. À, chắc chắn đi sự kiện anh em nha. Ở đây là cái lưới của em nó rất là đẹp ha. Chép Nebi 7 màu 19B anh em nha. Cái này nói chung tùy theo mình đặt từ nhà sản xuất nha. Tùy theo cái lực từ của nó nữa. Nói chung giá càng rẻ thì mình đặt chất lượng càng rẻ xuống. Anh em phải phân biệt chứ không phải là phải biết tìm hiểu thêm ha. Anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp bên Cao Điểm nha. Cao Điểm ship hàng toàn quốc qua Sài Gòn thì báo ship bên em. Liên hệ 0904063649 nha. Phục vụ 24/24, ship toàn quốc Sài Gòn báo ship. Cách là phải có cọc với cái Cao Điểm nha. Rồi xin chào 500 anh em nha. Vào website caodiemaudio.com để tham khảo thêm nhiều mặt hàng ha. Rồi xin chào 500 anh em. Mình mua cái gì cũng phải tham khảo người ta chứ không phải cứ hỏi xong là mua nha. Để tránh khỏi bị lừa đảo nên em nên phải rút kinh nghiệm. Tham khảo số điện thoại, địa chỉ cửa hàng rõ ràng là mình mua ha. Không phải hấp tấp làm gì chứ đâu. Vội vàng thì không làm được gì hết ha. Rồi xin chào 500 anh em.